À, thầy xin chào tất cả bạn các em đến với fanpage Hoàng Thầy Đạt. Ở video ngày nay thì thầy sẽ chữa em một câu hỏi liên quan đến kiến thức là nhiệt phân muối carbonat kết hợp với bài toán nhỏ thứ từ, từ H cộng và trong c 3 trừ và H 3 trừ và đổ ngược lại c 3 trừ và H ba 3 trừ vào trong H cộng. câu hỏi này do một bạn trong khóa học có nhờ thầy giải giúp và hy vọng rằng lần sau nếu bạn có hỏi thì bạn trích nguồn đề cho thầy nhé. là câu hỏi này trong đề của trường nào hoặc là sợ sợ nào nhé bởi vì khi các thầy biết chính xác là nguồn đề thì các thầy sẽ ưu tiên những câu hỏi đấy bởi vì những câu hỏi đấy thì khi mà đề của sở hoặc đề của một trường cụ thể thì thường là cái đề đấy nó số liệu sẽ rất chính xác dự kiện cho khá là chặt chẽ thế nên một khi đã giải thì chắc chắn là kết quả nó sẽ đúng chứ tránh tình trạng là có một số câu hỏi nó đề bài nó thiếu chặt chẽ khi mình giải được một nửa thôi thì mình lại bỏ bởi vì thiếu dự kiện mà nên do đó thì rất là mất thời gian các bạn ạ. À. Các bạn thông cảm nhé. Ok, chúng ta vào nội dung chính của video ngày nay đó là chữa câu 29 để bài cho như sau: Đun hỗn hợp X gồm có khco 3 và CaCO3 ở nhiệt độ cao để khu lượng không độ thì thu được chất rắn Y. Cho Y vào nước dư thì thu được m gam chất rắn Z và 400 ml dung dịch E. Cho từ từ 350 ml dung dịch HCl 2M vào 200 ml dung dịch E thì thu được 2,24 lít khí CO2 và cho từ từ đến hết 200 ml E vào 350 dung dịch 350 ml dung dịch HCl 2M thì thu được 3,92 lít khí CO2. Giá trị của M bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ sơ đồ hóa bài toán như sau. Thứ nhất là ta có đây là hỗn hợp X. Hỗn hợp X thì gồm có cái gì? Hỗn hợp X đây thì sẽ gồm có hai muối. Muối thứ nhất đó là muối KHC3 và muối thứ hai là CaC3. anh à, anh này người ta tiến hành nung ở nhiệt độ cao thì mình sẽ thu được cái gì? Thu được đây đó là cái phần khí và hơi. Ở đây sẽ có khí CO2 bay ra các bạn ạ, khí CO2 bay ra và có cả nước bay ra nữa nhưng mình không cần quá quan tâm phần này bởi vì người ta dồn trọng tâm cho cái thằng chất rắn y và chất rắn y đây là chất rắn y sẽ gồm có chất gì chất rắn y đây sẽ gồm có hai chất một là anh k 2 co 3 thằng k 2 co 3 này nhiệt phân thì sẽ tạo ra đây là k 2 co 3 và anh ca 3 này nhiệt phân thì sẽ tạo ra đây đó là vôi sống cao rồi người ta cho bọn này vào trong nước cho hai này vào trong nước thì sẽ thu được đây là phần kết tủa thu được đây là phần chất rắn này ở đây sẽ là phần chất rắn chất rắn gì chất rắn z chắc chắn Z đây chắc chắn sẽ là anh caco 3 rồi. Tại sao lại như vậy? Thì chúng ta cần phải để ý một chút này. Khi anh này bài và này vào cho vào trong nước thì đơn giản là k 2 3 nó sẽ tan ra, tạo ra dung dịch k 2 3 còn CaO sẽ tác dụng nước. Đây bạn để ý này, CaO này sẽ tác dụng nước để tạo ra gì? Tạo ra CaOH lần. CaOH lần vừa sinh ra thì đã kết hợp ngay với K2C3. Kết hợp với k 2 3 và sẽ tạo ra đây là caco 3 caco 3 kết tụ nhé, caco 3 kết tụ. Và đây sẽ là KOH. Đó thế nên ở đây mình sẽ thu được là phần dung dịch e ta thu đây là phần dung dịch e dung dịch e đây thì chắc chắn là sẽ chứa KOH các nhé đây kiểu gì cũng có một slot của k cộng và đây sẽ có slot của anh oh trừ kiểu gì cũng vậy tiếp này anh e này thì người ta làm gì người ta sẽ nhỏ từ từ uh, đến hết uh, 017 mon hcl ở đây mình sẽ có này cho anh này cho tác dụng với hcl ở đây đó thì mình sẽ thu được cái gì thu được đây là khí CO2 Đấy ạ Và đây là mình làm cái gì động tác đây đó là nhỏ từ từ axit vào trong thằng E Và cái thí nghiệm tiếp theo đó là nhỏ từ từ thằng E vào trong HCl Hai quá trình này ngược nhau nhé Hai quá trình này ngược nhau Đó Thế vậy thì ở đây HCl vào đây cũng là sinh ra CO2 Nhưng cái cách đổ khác nhau Dẫn tới lượng CO2 khác nhau à, Thứ nhất đây Anh này sinh ra là lượng CO2 là 0,1 Thì thầy định biết viết về ở đây là 0,1 mol Nhưng bạn hãy để ý này Người ta thu được bao nhiêu ml dung dịch E 400 ml dung dịch E nhưng người ta chỉ lấy bao nhiêu thôi người ta chỉ lấy 200 thầy không thích lấy 200 thầy lấy cả 400 cho là chất à, 400 cho là chất luôn 400 này thì mình lấy gấp đôi thì lượng CO2 đây thu được là gì cũng gấp đôi là 12 và lượng HCl cũng tốn gấp đôi đây là 0,7 đấy thì đây HCl sẽ là 1,4 đúng chưa ạ tương tự như vậy à, cái thí nghiệm tiếp theo đó là đổ từ từ 200 ml e thì thầy lấy cả 400 đi đổ thay vì đổ ở đây là 0,7 mol thì thay đổ ở đây là 1,4 lượng CO2 đây thu được là 3,92 thì gấp đôi lên 3,92 nhân đôi đấy chia cho 24 đấy thì bằng 035 điền đây là 035 Ok đây là tất cả những dữ kiện mà đề bài người ta cho chúng ta là như này và bây giờ dựa vào những dữ kiện này thì chúng ta sẽ xoay sợ và đi tính khối lượng của thằng Z này là bằng bao nhiêu gam các bạn nhé Ok thì vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này à, đầu tiên là thầy sẽ có này ở đây dữ kiện này thì à, anh này có sinh nhật CO2 có sinh CO2 thì bắt buộc cái anh dung dịch E này nó sẽ phải chứa CO3 2 chữ đó Thế vậy thì ta thấy như sau à, vì dung dịch e này, vì dung dịch e dung e có tác dụng với hcl và sinh ra được đây là khí co2 khí co2 nên đây là dung dịch e nên dung dịch e nó sẽ phải chứa nên nó phải chứa anh co3 2 trừ kiểu gì cũng chứa co3 trừ chứ? như bạn bảo thầy thầy nó cứ chứa hc3 trừ chứ không hả thầy thì có oh trừ rồi thì làm sao mà có hco3 được nữa Thế nên dung dịch e chỉ có ba yêu này thôi cả nhà nhé chỉ có chứa ba yêu như này thôi ok à, có tiết như sau này À, ta sẽ có này à, gọi số mol của anh à, OH trừ là x nhé ta có đây là dung dịch e dung dịch e của chúng ta nó sẽ có đây là k cộng này có đây là anh OH trừ này và có đây là CO3 2 trừ ta sẽ gọi số mol anh này là x mol số mol anh này là y y mol ta sẽ có này chúng ta xét cái phản ứng đó là đổ từ từ h cộng vào h cộng nó làm nhiệm vụ đầu tiên là làm gì h cộng nó làm nhiệm vụ đầu tiên đó là nó trung hòa thằng h cộng à đâu ta à, h cộng cho vào trung hòa để hóa OH trừ thì đây tiêu tốn một lượng là x mol tiếp tục này, nó làm nhiệm vụ gì anh h cộng nó sẽ tấn công thằng co ba hai trừ này thành hc ba trừ thì nó tốn một lượng bao nhiêu h cộng đây tốn một lượng là y đó tiếp tục này, h cộng sẽ à, tác dụng với hco ba trừ để sinh ra đây là co 2 là không hai nên do đó tốn thêm một lượng h cộng nữa là không hai và tổng lượng h cộng đây tổng lượng h cộng đây nó sẽ bằng tổng lượng h cộng đây nó sẽ bằng một bốn nhé một bốn ok lại phương trình nhất là xong à, tiếp tục cái phương trình thứ hai phương trình thứ hai đó là phương trình liên quan đến cái thí nghiệm mà đổ từ từ đổ từ từ thằng dung dịch E này vào trong hcl thì đây, thầy sẽ gọi số mol của OH trừ nhé. Ta sẽ có này, số mol của OH trừ phản ứng. Các dịch đây nhé. Đây là OH trừ phản ứng. Thì thầy sẽ gọi là U. Còn số mol của anh CO3 2 trừ phản ứng. Được chưa? Thì thầy sẽ gọi là ẩn V. Thế vậy đây, à, anh này là ẩn U này. Anh này ăn được mấy HCl? Ăn được 1 HCl là ẩn U. Được chưa? Anh này ăn được mấy HCl? Thằng này ăn được 2 HCl. Đổ ngược lại mà ăn 2 HCl thì đây sẽ là 2V. 2V. Đó, thì bằng lượng HCl ở đây là bằng 1,4. 1,4 đó tiếp tục này à, rõ ràng là ở đây mình thấy thế nào làm sao cái lượng CO2 trừ mà phản ứng được thì sẽ sinh ra CO2 thế vậy thì lượng CO3 hay trừ phản ứng nó là V và nó sẽ hóa thành CO2 đây nó sẽ bằng 0,35 từ đó mình sẽ dứt điểm được ẩn U ẩn V ở đây sẽ là U bằng và V bằng bạn bấm máy tính Mà thấy, thấy ở đây V là bằng 0,35 còn ẩn U đây sẽ là bằng 0,7 thế vậy tỷ lệ OH trừ phản ứng chia cho O và OH trừ phản ứng chia cho C3 trừ thì bằng đúng tỷ lệ ban đầu. Tỷ lệ phản ứng thì cũng chính là bằng tỷ lệ ban đầu. Thế vậy ta sẽ có lại U chia cho V thì bằng 0,7 chia 0.35 và cũng bằng là ẩn X chia Y luôn bằng lượng ban đầu chia cho nhau. Đó. Thì X chia Y đây 0,7 chia 0.35 thì bằng 2 kết hợp với cái phương trình trên này. Đây là phương trình số 1 này. Đây là phương trình số 2. Đây là phương trình số 2 nhé. Đó. Thấy chưa Đây là phương trình số 2 này. Đó. Thế vậy ta sẽ dễ dàng có được ở đây là giá trị x bằng và giá trị y bằng x bằng y bằng. Và bởi vì tính ra thì giá ra được đây là x là bằng 0.8 và y đây sẽ bằng 0.4. Và sau khi biết x bằng 0.8 rồi thì em điền đây. OH là 0.8 này. Anh C3 ở đây là 0.4. Và mình sẽ bảo toàn điện tích để ra được kali bảo toàn điện tích thì ta sẽ ra được đây đó là số mol của K cộng K cộng sẽ bằng 0.8 0.4 nhân đôi là 0.8 0.8 cộng 0.8 thì anh này sẽ là 1.6 1.6 mol nhé. Đó em điền đây k cộng là 1,6 à, biết k cộng 1,6 rồi thì suy ra đây k 2 co3 của ta sẽ là 0,8 nhé đúng không và ta nhận thấy rằng đây co3 của chúng ta bắt đầu là 0,8 đúng chưa bây giờ nó chui vào nó bị dư mất 0,4 thì trên tỏ rằng bảo toàn carbon đây thì cái này sẽ là bằng 0,4 và ta tiếp tục này bảo toàn carbon đến đây nhé thì ta sẽ có lại bảo toàn carbon và thầy viết ở dưới này à, số mol của anh CaCO3 CaCO3 nó sẽ bằng 0,4 mol và 04 em nhân 100 thì sẽ ra được là 40g nhé giá trị m ở đây mình sẽ khoanh là đan C 40g các bạn ạ